bà Bán Phở đang ở đây là làng du lịch cộng đồng văn hóa Mông ở thôn Bả Vi, huyện Mèo Vạc các bạn ạ. Bây giờ thì bà Bán Phở xin mời các bạn chúng ta bắt đầu tham quan từ vòng bên ngoài ha, rồi sau mới đến vòng bên chỗ này là cái gì sau các bạn nha. Giờ chúng ta hãy bắt đầu từ cái cổng vào chúng bạn ha. Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông, thôn Bả Vi Hạ, xã Bả Vi. Đó. À, bây giờ bắt đầu hướng nào nhỉ? Thấy mọi người trên kia thấy con nít ở đây vui chơi. Cặp kênh ưu tiên. Ôi, trời ơi, một anh đầu kia, 2, 4. Yeah. Trời ơi, trời ơi. Mở cửa vậy lấy người luôn rồi. Cãi nhau cái gì đó không biết nữa. Cái gì mà giận quá vậy? Ủa vậy là hồi nãy cái đầu cái anh chắc anh đó. Chắc anh đó. Ủa má ơi. Rồi chắc là anh đó. Anh đó quậy cho nên là cái anh này mới te tu vậy đó. Bà Bán Phở lo quay cho anh này, bà Bán Phở không có thấy. Thảo nào. Bị cô bé la cho một trận. Cho tôi xin một vé về tuổi thơ đúng không các bạn? Cái này là chục vé luôn á. Một hình ảnh rất là thân quen với chúng ta ngày xưa. Kể cả những hình ảnh em á, Lem như em á, được chọc rẻ luôn. Các bạn thấy đó, rất là dễ thương. Ngay cả những nhiếp ảnh gia cũng phải là dừng lại để ghi lại những hình ảnh này. Thôi bây giờ chúng ta bắt đầu tiếp tục khám phá bên trong nha. Đây mới là bên ngoài cảnh đầu tiên thôi các bạn ạ. Nhớ thương chưa? Bên này bây giờ thì 2, 4, 6, 8, 10 cân đồng đều rồi ha. Đó, cái gì vậy trời? Hình như cái gì bên trong đó. Cái gì bên trong đó, mấy anh chàng đó, chạy vô quá trời luôn. Có chương trình gì hay đó, người ta nói cho nên là... Trời ơi. Con đít này là... Cứ chạy theo con đít là sẽ có cái chương trình gì đó hay các bạn ha. Đây, bà Bán Phở cũng chạy đua theo con đít đó. Xưa đã
vừa thấy những hình ảnh rất rất là dễ thương. Không biết nói sao, khi có hai em nhỏ nó cầm những cái điện thoại mà bọn không biết dùng từ gì, đó là có thể nói là nó rất là Nokia, những cái điện thoại để quay phim. Vô cùng dễ thương đúng không các bạn? Và bán phở không còn quan tâm những chương trình là gì, chỉ thấy những cái hình ảnh các em đó là thấy đã để nói là được nhiều thứ. Đó là những cái cô bé hờ mong các bạn nha. Bây giờ thì chúng ta là tiếp tục tham quan cái khu du lịch văn hóa này các bạn nha. Một vòng đi các bạn ha, và chúng ta sẽ vào tham quan một cái căn nhà nào đó. Ống khói bốc lên. Mọi người mặc đồ đẹp quá. Ở đây là người ta thực chất của cái này là người ta kinh doanh homestay để đón khách đó các bạn. Cho nên là hôm nay lại ngày khai mạc này, cái nhà kế bên các cô bé là gì đây? Ô, có lẽ này là bánh tam giác mạch. Bánh gì vậy cưng? Bánh hoa tam giác mạch đó đúng không? Ô, cô nghe nói hoài giờ cô mới được thấy nè. Trời ơi, ăn không? Bánh tam giác mặt. 25.000 đó. 25.000 một cái á? 25.000 đó. Đây gọi là bánh gì hả chị? Từ chỗ các cô bé bán hoa tam giác mặt ra, đó, đông khách vui chưa? Đây chính là cái nhà này. Dịch vụ chụp ảnh. Cùng em gái Mông và cho thuê trang phục Mông truyền thống. Wow, bà bán phở mà biết trước cái này á. Đây, A Sơn, Homestay A Sơn. Phone number 0834420888. Đó, hay quá các bạn ơi. Có những bộ đồ này dễ thương lắm. Bộ đồ này tính ra hả 1.000.000 đó các bạn ạ. Wow. Đây. Cái mận, cái mận Tây Bắc này. Các bạn ơi, này là dưa leo á nha. Dưa leo đó, mỏ to vậy đó. Bây giờ thì sao ta? Chắc bà quán phở xin vào cái nhà này luôn đi. Như đây là cái nhà mà đầu tiên người ta hoàn thành ở trong cái dãy nhà này để người ta kinh doanh đó các bạn. Đó, cái nhà này nó thông với cái nhà kia. Đó, bên đây là có cô gái là có dịch vụ chụp hình đó nha các bạn. Em vào tham quan được phải không anh? Không nghe. Đây. Đó. Chúng ta không vào được bên trong các bạn. Không biết là cái mô hình này thì chắc nó không sao bà con phở thấy nó hơi không giống người Mông lắm, nhưng mà để một cái điểm du lịch. Chúng ta bước lên đi. Bước lên coi. Đó, các bạn thấy không? Từ trên đây là những cái nơi ngủ tập thể. Đó, rất là sạch sẽ các bạn ha. Nó đặc biệt ở chỗ cái lá thôi chứ còn nếu là bình thường. Thì ra đây nè các bạn. Đó, cái bánh này nó đặc biệt ở chỗ cái lá. Đó, hay ha các bạn, chứ không phải là lá chuối bình thường như là miền xuôi chúng ta. Thì ra là thế.
Đây, thôi còn món phở mua mặn rồi, khát nước. Đấy, chị nửa cái mặn đi em. Nửa cái mặn đi anh, nửa cái mặn đi. Có bán không con? Có chua không? Giòn, chua chua. Chua mà không nổi lấy cái mắt. Rất là giải khát. Hết pin. Các bạn trẻ ơi, để cô nói cho nghe nha. Anh này là người nổi tiếng đó các bạn à. À, không dám nhận nha. Anh ấy có cái kênh YouTube là Cuộc Sống Núi Đá. Các con vô gõ là các con sẽ biết. Lạ hả? Trời ơi, anh ấy không những đẹp trai mà còn là người nổi tiếng nữa đó. Trưa nay á là hả? Cái gì người ta không biết cười. Cái này... ai không biết cười, trên đời này không có ai không biết cười đâu. Đúng rồi. Chẳng qua hả là người ta chưa cười với anh gió thôi. Anh gió à, chẳng qua lại ở trên này không có thuốc. Cười. Đúng rồi, người mà không cười mới là lạ đấy. Đó, người mà không cười mới là lạ đấy. Tỏ là người cũng biết nói, người bên đấy cũng biết cười chứ vô. Thôi, thôi bây giờ thì tạm chấm dứt chương trình tán gái của anh gió nha. Hết bánh rồi. Tôi đưa túi rồi. Hết rồi. Chả mai túi ra rồi à. Mày túi này chẳng túi thứ hai. Không chả mất túi ở trong đây nữa. Thôi đi xa đi. 3 túi liền á. 4 túi liền. À, ngoài cái ngoài có những cô gái xinh đẹp nướng bánh hoa tam giác mạch thì ở đây bà con cũng có làm những cái ngồ đan trực tiếp, những cái gùi này các bạn, để cho du khách có thể tham quan và hiểu biết hơn này. Hay quá các bạn ha. Cái gùi nhỏ này dễ thương quá các bạn ơi. Dễ ghét không? Đây, chúng ta vừa ra khỏi nhà của những cô gái xinh đẹp nướng hoa tam giác mạch. Và cái nơi đây là chúng ta vừa đi qua. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục đi tham quan những cái nhà bên này các bạn nha. Đây là homestay A Tùng, làng dân tộc Mông Bảo Vi, 0983 859 119. À, tất cả những cái này là người ta xây dựng là để phục vụ du lịch hết các bạn. Bên này chưa kinh doanh hay sao, bên kia đông vui kìa. Chúng ta đi qua bên kia xem như thế nào các bạn nha. Bên đây là homestay Mỹ. Phone 0968 155 844. Đó, làng dân tộc Mông Bảo Vi. Bên đây có bán thơm đỡ khát nước. Bên đây dễ thương chứ. Đó, làm bánh bánh hoa tam giác mạch nữa các bạn à. Đây là người ta dịch vải các bạn. Nhà này nó là người Mông. Làng nguyên một làng Mông luôn mà. Thank you.
điều khiển bằng cái chân đó các bạn. Wow. Hay quá ha. Đó, hay chưa. Và cô bên kia là xe sở. Đây, bây giờ chúng ta bước vào bên trong nhà. Nhà thì gió ơi, em có còn nhận ra ngôi nhà của người Hờ Mông mình không? Nhận ra chỗ nào? Nói to lên xíu chị không có nghe em. Không có cái gì? Không có cái dài bạc kia. Cái thường à, thường kia là cái bàn giống như bàn thờ đúng không? Từ cái cổng, từ cái cửa chính này đi vào là cái bàn thờ. Cũng dũng đường không thật vì cái chiếc cửa này nó có một cái miếng vải đỏ. À, cái miếng vải đỏ trên đầu khi chúng ta vừa bước vào á đúng không? Đây, cái bộ bàn ghế này rồi thì chúng ta không còn nhận ra. Nói chung là nó rất là sạch sẽ cho chúng ta ở. Đây, gia nhà bếp hiện đại. Chào em. Mà bóng phở không còn nhận ra cái hình dáng của ngôi nhà của người Hờ Mông nữa luôn á các bạn. Nhất là bộ bàn ghế sau lưng bóng phở ha. Còn cái cách mà người ta để cái bàn thờ ngay cửa ngôi nhà đó là cái cách mà... Đây, và miếng vải đỏ còn giữ lại là cái cách mà em gió vừa nói đó còn nhận ra đó các bạn. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi. Tạm biệt khung cửa dệt vải, tạm biệt ngôi nhà, rồi chúng ta đi qua tiếp cái một dãy nhà khác. Đây chúng ta đi tiếp qua bên đây. Cái nhà này vẫn chưa khai trương chính thức các bạn ha. Như cái nhà này cũng vậy. Như vậy thì cái nhà này có mây vá. Rồi. Còn A Kiệt phone 0981 197 486. Rồi, chúng ta cái này là thiên về mây đồ ha. Chào. Hồi nãy chị lên gác lần rồi. Cái nhà này là thiên về như vậy. Bên kia mà có chà phư nào à? Là trưng những cái cành hoa giả. Chỉ có con người là thật đó. Rồi trong nhà cũng có cái bộ bàn giống như cái nhà bên kia các bạn ạ. Gió có muốn vô không em? Rồi. Muốn nữa đi. Nhà mình mà. Em có thể lên gác tham quan được không ạ? Cho em xin lên gác tham quan nha, em cảm ơn ạ. Dạ. Chúng ta lên lên gác. Cháu đi trước đi cháu. Ok. Lên gác. Siêu có mua có khóc. Lên ở trên này là ngô xếp. Ngô dạo thóc. Cũng vẫn là cái nơi mà lưu trú tập thể các bạn ạ. Thông thường hơn. Thông thường thì đó cái bê tông đồ đẹp quá. Các bạn nghe không? Bê tông hóa thì nó rẻ hơn, làm gỗ thế này là đắt hơn đó. Thông thường thì người ta đựng lúa nếp như ở đây thì để là ngủ. Đây là ngói địa phương này. Ngói âm dương ấy. Những cái mái ngói ngói âm dương đốt thôi chứ không phải ngói. Còn ngói ngói kia là ngói lễ ở bên Trung Quốc về. Ngói nào đâu kia. Ngói này mới chính là ngói địa bàn. Cái này là bên Trung Quốc. Ngói này là ngói địa phương mình nhà dân khắc đốt này, khắc nung này. Ồ vậy là cái ngói này nó mới giá trị đó. Ngói Trung Quốc hết chứ chẳng qua. Nghe một tí thì người ta làm cái ngói này. Nghe một tí thì làm cái ngói này. Đó, cái ngói, cái cổng vô này nè các bạn. Là cái ngói Trung Quốc nha.
vẫn đẹp, nhưng mà điều đó không có cái giá trị thủ công. Đó là người dân địa phương tự nung, khắc nung đấy, chúng nói rất là rõ, khắc nung. Cái mái ngói rất là đẹp đúng không các bạn? Đó. Cái view đây cũng rất là đẹp. Cái nhà này chúng ta chắc có lẽ là cái nhà nào cũng vậy, cái view cũng giống nhau thôi các bạn. Đó. Nhà này có cùng một mẫu, nhà nào cũng giống nhà này. Tạm biệt ngôi nhà may vá. Đó là A Kiệt Homestay. Bây giờ chúng ta qua một cái homestay gần như là cuối cùng. Xin mời hướng dẫn viên địa phương gió cuộc sống núi đá dẫn tiếp cái homestay cuối cùng của trong cái làng du văn hóa này coi. Trình diễn dệt thủ công làng dân tộc Mông Tả Vi, A Phủ Clay House Homestay, dịch vụ ăn uống giải khát nha. Đây là anh A Phủ rồi các bạn. Bà vẫn nói đùa thôi nha. Gặp chúng anh vui tính luôn. Mỹ đâu rồi anh A Phủ? Mỹ đang dệt vải. Mỹ đang dệt vải. Cả rồi chúng ta cứ. Mỹ trốn tây bò hay là Mỹ đi chợ tình rồi phải không anh? Mà đi chợ tình thăm người yêu cũ rồi ha. Ngày mai A Phủ có đi chợ tình không A Phủ? Buồn lắm. Dịch vụ ăn uống dắt bên trong người ta chưa khai khai mạc ra hả? Dạ, cảm ơn. Ủa cái này là cái gì vậy anh? Cái này là cái gì vậy? Gió có biết không em? Dạ. Cái gì đây? Cái này mình lên trên này. Lăn cái gì? Lăn để làm cái gì? Lăn cái vải lanh này. Ồ, lăn cái vải lanh hả? Nó không có cái gì này. À, cái vải đó dệt rồi đó ha. Mà sao nó màu đen vậy? Cái đó là mình lăn sau khi nó đã thành phẩm hả em? Trước khi mặc mình lăn hả? Bạn em không làm đen trắng. À, làm trắng thôi rồi người ta lăn. Thì cái này người ta đã nhuộm rồi em à? Ừ, cái này đã nhuộm rồi. Nhưng mà có nghĩa là lăn xong mới nhuộm đúng không? Những miếng đá để làm cái gì? Cái cục đá này để làm gì? Cho lên cái vải mới lăn. Để vải này ở dưới kèm cái đá này lên. Sau đó hai chân đứng ở trên này, đứng ở đây. Đứng ở đây, lăn qua lăn lại. Giỡn em té sao đâu phải làm xiếc đâu, phải diễn viên xiếc đâu, người Hồng Mông chứ phải diễn viên xiếc đâu mày. Đúng rồi. Ê, còn hơn chị không tin. Gió làm cho chị coi chị mới tin. Ôi nó làm thiệt rồi. Hả, làm được hả em? Dạ, mày thấy. Thì không á, chị nói giỡn mà. Cái này nặng quá. À, để như vậy hả? Ô té làm sao, có phải diễn viên xiếc đâu. Từ bám lên trên rồi. À, có cái xào này để bám á hả? Đúng rồi. Ủa men. Bây giờ lên thành bà bênh luôn. Em lên nữa coi. Té chị không có đền nha. Chị nói rồi đó. Hai chân lên cùng một lúc thì nó mới đỡ rồi. Ô men. Ok. Rồi, lắc đi. Vậy đó hả? Để làm cái gì trời? Để làm cho cái vải nó mềm ra. Chỉ vậy thôi hả? Hay là lăn vòng tròn luôn? Tạo cái độ lăn bóng, nhẵn bóng của cái vải. Rồi, má ơi, trời ơi, tim mà nó cực khổ như vậy. Được chưa? Chưa cho chị chụp mô hình cái đã nha. Cảm ơn em Gió, cuộc sống núi đá rất là nhiều. Đó, bởi vậy... Dạ, cái này nếu mà thu thì cũng đứng rất là... Phụ nữ làm cái đó chứ không phải nam hay em đứng làm mà phụ nữ hả? Ừ. Má ơi. Không phải là cái gì đứng lăn lăn như em vừa làm là phụ nữ hả? Người phụ nữ mới làm thôi, người đàn ông thì không làm. Ủa vậy hả? Thêm một cái chuyện lạ nữa trời ơi. Cô, cái em nó nói đúng không cô? Em cảm ơn chị. Em ghẹo á. Chứ nó lúc nào là chả nói thiệt. Tại nói người Hồng Mông mà cô. Bên đây là... Ôi hay chứ các bạn ơi. Người ta xe sợi nè. Wow.
ơi. Quá hay luôn đúng không các bạn? Không có gì diễn tả được. Đây là những cái sản phẩm họ dệt như vậy mà ra những cái sản phẩm này nè các bạn. Đó. Rất là giá trị đúng không các bạn? Khó làm nhất chính là cái này sao em? Cái này sao khó nhất? Khó nhất tại vì nó là làm từ cái phần số 1 ở chỗ. À nó xếp ly á hả em? Xếp ly. À cái này là cái váy hả em? Cái này tốn rất là nhiều vải nè em ha. Như này những cái vải mọc thôi nè các bạn. Cái này là mọc luôn em ha, không cần nhuộm ha. Như này thôi. Thủ công hoàn toàn đúng không các bạn? Thủ công hoàn toàn thôi. Mà cái đó chắc mặt rất là đẹp luôn á. Đâu mình quay thử coi. Là mình quay cái sợ đó ha. Quay như này. Nó có cái sợi lanh kia để quay để tạo sợi để ra được cái đống kia này. Công phu quá. Chứ là nhiều người không biết quay. Không biết quay hả? Chỉ có em biết quay chứ ai biết quay. Chỉ có Duy em là người Hờ Mông mà biết quay thôi á. Không. Nhiều người phụ nữ là không biết quay. Tức là nó khó lắm mà em. Để làm sợi chứ không phải là quay không như thế này. Có chỗ này này. Lúc mà có sợi này. Khác nhau à? Này. Cái này là một dây là nó phải đi vào thẳng này, còn một dây là phải chéo như này. Xong nó mới luồn cái dây mà chéo ở trên này phải đi vào trên này, không phải đi bên kia. Nếu mà cái này nó đang làm như này á thì cái ở bên kia nó cũng làm như thế. Ôi chị nghe mà chị đã chóng mặt rồi đó em, nhức đầu rồi đó. Thôi chị tin lời em nói rồi đó. Thật. Trời ơi. Cái này nhà em giúp mẹ với chị lập suốt. Nhưng mà vấn đề là em có làm được không? Có, làm gì làm được. Là không biết là cho chị. Làm không được là không phải người Hờ Mông em nha. Ok. Chúng ta vừa xem dịch vải cũng là trong cái nhà cuối cùng. Họ vẫn là chưa kịp khai trương cái dịch vụ ăn uống các bạn ha. Bây giờ thì bà Bóng Phở sẽ nói một số suy nghĩ của mình khi mà bà Bóng Phở tham quan cái khu du lịch cộng đồng người Mông ở Bảo Vi. Bây giờ là đây là em Gió, các bạn đã biết rồi đúng không? Em Gió trên Cuộc Sống Núi Đá là người Hờ Mông ở cao nguyên đá Đồng Văn. Bây giờ Gió cho chị biết là sau khi em tham quan cái khu du lịch cộng đồng người Mông như thế này, em là người Mông thì em thấy như thế nào? Cảm thấy là người Mông mình ở trong này á, thì vẫn còn giữ nguyên được tất cả những cái giá trị và những cái văn hóa của người Mông mình tại đây. Chứ như là nó không giống như là bây giờ thì thời gia hay là một chút nào gì đó thì nó cũng thay đổi theo. Ở trong nhà thì nhiều lúc là nó vẫn không còn nguyên cái giá trị ở trong này nữa. Thì sau buổi khám phá du lịch cộng đồng tại đây thì em thấy là ở trong này vẫn giữ nguyên được có rất là nhiều đồ cổ của người Mông mình hồi xưa, từ lúc mà mình rõ lớn lên cho tới giờ là chưa thấy, bây giờ mới thấy lại. Đó, thí dụ như cái đồ gì hả em? Có rất là nhiều đồ như là các chậu đũi rồi tay cái thìa các kiểu. Chỗ nào sao chị không thấy? Ở bên kia. Ủa vậy hả? Khi mà chúng ta tham quan cái mô hình như thế này các bạn, thì chúng ta thấy là thí dụ như dệt vải đi,
Đúng thì rồi. Chúng ta đã thấy được trọn vẹn cái khâu dệt vải, chứ chúng ta không cần đi quanh năm, đi nhiều lần, nhiều mùa đúng rồi chúng ta mới thấy được. Chứ như bà bán phở đi lần thứ hai, bà bán phở cũng đâu có dịp thấy được cái người ta dệt vải như thế nào. Cứ thắc mắc hỏi mấy gió hoài à, hỏi gió ơi người ta làm cái đó làm sao. Hồi đó em mới chỉ cây lanh mà cây lanh chưa thu hoạch, bà bán phở đâu có biết. Dĩ nhiên mà coi thực tế thì còn gì bằng. Đúng đó rồi. Thì cũng nhờ em gió giải thích thêm như các bạn thấy trong video vừa rồi, thì bà bán phở mới hiểu thêm một số cái. Đó là những cái rất là hay khi mà chúng ta tham quan cái khu du lịch này. Trong một thời gian ngắn mà chúng ta đã được hiểu nhiều thứ, đúng không em? Đúng rồi. Đó. Chị bây giờ Mỹ Gió có muốn nghe cái điều mà chị không hài lòng không? Dạ có ạ. Một cái ưu điểm của bà bán phở rất là thích ở đây, đó chính là những cái mái nhà người ta vẫn giữ bằng gỗ em ha. Vẫn giữ gỗ, cái thậm chí cái mái ngói người ta vẫn dùng là mái ngói âm dương, và do chính người địa phương làm. Đó, người ta đang cố gắng những cái điều đó rất là tốt. Sau nhiều thứ đó rất là hài lòng bà bán phở vừa nói ha. Nhưng mà khi mới đến á, thì bà bán phở là cái người mà gió cũng biết rồi, chị rất là người quý trọng cái nguyên bản của nó. Ví dụ như nhà trình tường hay những cái gì đó rất là quý trọng những cái nguyên bản, còn đây người ta đã mô hình hóa nó, và đặc biệt đó là những cái nguyên liệu vật liệu xây dựng nó mới đi rồi, nhưng nó đi thì cũng nói lại các bạn ạ. Một cái mô hình nó khi đã làm du lịch thì nó phải sạch sẽ, đúng không em? Nó phù hợp với là cái nhu cầu của du khách. Tại vì những người mà muốn du lịch nguyên bản như bà bán phở thì lại rất là ít, người ta phải phục vụ số đông thôi các bạn. Đó là cái chuyện tất nhiên và rất là bình thường để mà người ta việc cái kinh doanh nó thành công. Như hồi nãy chú đó nói mi gió nhớ không, có nghĩa là người ta vẫn cố gắng làm nhà gỗ, chứ nếu mà làm nhà bê tông nó rất là mắc. Đúng rồi, nó rất là mắc đó. Và cho dù là cái mô hình đi nữa, có thể là có ai đó sẽ có suy nghĩ rằng là cái mô hình này người ta làm ở Hà Nội cũng được vậy, cần gì phải đi lên cái mảnh đất Hà Giang này, em suy nghĩ như thế nào? Dạ, thật ra là nếu xây dựng ở giữa kia thì cũng được, cho dù ở bất cứ nơi đâu cũng được, nhưng mà ở giữa kia nó không có người Mông như ở trên này. Chính xác, chính xác, đúng không các bạn? Cho nên là dù ở nơi nào, mô hình như thế nào, nhưng nó vẫn thiếu cái con người, vẫn là quan trọng nhất. Cho nên là nếu mà chấm điểm, thang điểm 10, thì cái khu du lịch Bảo Vi này thì bà bán phở vẫn, nếu mà các bạn không có đủ thời gian du lịch, thì bà bán phở cũng xin giới thiệu với các bạn, hãy đến nơi đây, lưu trú một cái nơi rất là sạch sẽ và có thể đáp ứng được cái nhu cầu của du khách. Thì bà bán phở cũng giới thiệu với các bạn, cứ đến nơi này, đây là một cái nơi mà lưu trú rất là sạch sẽ và đáp ứng được nhu cầu của du khách. Nếu mà chấm thang điểm thì bà bán phở xin chấm điểm ở đây là điểm 8.5 hoặc là 9 điểm. Rồi nếu mà nó về năm sau hoặc là mấy sau gì đấy thì chị sẽ cho mấy sau ạ. Buổi sướng này nó ghê, thì nó như làm du lịch chuyên nghiệp vậy đó. Mấy sao hả? Để suy nghĩ xem. Chắc khoảng là 3 sao rưỡi đi nhỉ? 3 sao rưỡi hoặc là 4 sao. Tại vì cái là một cái văn hóa và cái sự... Nhưng mà cái đây là ngày hôm nay là cái ngày lễ thôi các bạn. Còn ngày thường như thế nào thì chúng ta không biết. Biết đâu ngày thường nó chỉ 3.5 sao thì sao? Còn hôm nay nó được 4 sao. Thì đó một cái địa chỉ ở Bảo Vi thì cũng cách thị trấn Mèo Vạc cũng chỉ có 5 cây số thôi các bạn ạ. Rồi bây giờ bà bán phở xin tạm dừng cái video này ở đây các bạn nha. Mời các bạn hãy có dịp đến Hà Giang thì cứ đây là một trong những nơi đáng để chúng ta lưu trú. Bye bye mọi người. Xin chào.